Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Sáng ngày 23 tháng 10, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết căn cứ chương trình kỳ họp đã được thông qua tại phiên họp trù bị trong 22 ngày, đợt 1 từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11. Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét quyết định những nội dung quan trọng. Thứ nhất, về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Trong đó có xem xét quyết định bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương. Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024. Xem xét kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 đến 2026. Đồng thời, xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ, kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 đến 2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công. Thứ hai, về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ một số vấn đề đặt ra đối với dự án luật đất đai, sửa đổi. Dự án luật nhà ở, sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản, sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng, sửa đổi là những dự án luật sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này. Thứ ba, về hoạt động giám sát tối cao, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Xem xét báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2023. Việc chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp này sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày, tập trung vào việc thực hiện các lời hứa, cam kết và yêu cầu của Quốc hội đối với Thủ tướng, các thành viên chính phủ, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, theo phương châm coi trọng giám sát, những vấn đề sau giám sát. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng đại biểu Quốc hội, lắng nghe ý kiến của cử tri. Từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Nhấn mạnh khối lượng công việc của kỳ họp thứ 6 rất lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu nhân dân, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, phát huy tinh thần dân chủ đối với từng nội dung của kỳ họp. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 được diễn ra vào sáng nay 23 tháng 10. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Liên quan đến các điều kiện, tiêu chuẩn mới nhất, có bao nhiêu người được lấy phiếu và bao nhiêu người không lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên cho biết, theo quy định tại nghị quyết số 96/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tổng kiểm toán nhà nước.
Nghị quyết số 96/2023 cũng quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được nêu trên. Theo đó, tổng số các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn theo quy định sẽ là 49 người. Tuy nhiên, đến nay qua rà soát, các chức danh và điều kiện tiêu chuẩn cụ thể, dự kiến sẽ có 44 người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Về việc tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 chỉ lấy phiếu tín nhiệm 44 trên 49 người, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết Quốc hội khóa 15 từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã bầu và phê chuẩn 50 chức danh, hiện có 49 chức danh thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, theo quy định thì những người đó có thông báo chờ nghỉ hưu và chức danh được bầu phê chuẩn trong năm 2023 không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 do chưa đủ một năm giữ chức vụ. Danh sách sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức trình Quốc hội vào ngày 24 tháng 10. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn được tiến hành theo nghị quyết 96 được thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 23 tháng 6, bao gồm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng, Viện kiểm sát tối cao và Tổng kiểm toán nhà nước. Theo nghị quyết 96, Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm đối với người được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Điều đó đồng nghĩa Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh do năm vị này được bầu phê chuẩn bổ nhiệm trong năm 2023. Nghị quyết 96 của Quốc hội quy định người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập, những hạn chế, thiếu sót, phương hướng khắc phục và giải trình đầy đủ các nội dung mà cử tri và nhân dân có ý kiến hoặc đại biểu Quốc hội yêu cầu nếu có. Các báo cáo này được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 30 ngày trước khai mạc kỳ họp Quốc hội. Việc lấy phiếu tín nhiệm ngay trong buổi đầu làm việc của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 nhằm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình trước đồng bào, cử tri cả nước mà các đại biểu Quốc hội là người đại diện. Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để người được lấy phiếu nhận thấy trách nhiệm của mình trước nhân dân, cử tri cả nước để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác, làm cơ sở, căn cứ để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, qua việc lấy phiếu tín nhiệm lần này, đại biểu Yên mong muốn sẽ góp phần tạo động lực, đòn bẩy để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân của cả bộ máy công quyền cũng như từng vị trí cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.